bắt đầu này đúng rồi, nước nhiều lần rồi, chịu tới bác mà, nước chịu tới bác rồi, không chịu, không nước nước này đúng. Nắng quá, lấy 2-3 giây nữa. Còn không? Còn giây. Mấy giây nữa gì? Để mấy giây. Đúng nhất nó phải nhiều ấy, từ ngày mà nó chín được nhỉ? Dạ. Con cá này đâu phải là dễ chín đâu. Đây là mình chín đấy. Nhưng mà mày vào giá được cấm được rồi. Muốn thôi. Mấy anh em nướng nhưng mà không biết nó có chín không đây. Tại bây giờ nó cháy ở ngoài mà tôi thì nghĩ là không biết nó chín. Nó cháy là nó to. Cháy ở ngoài à? Ở trong nó đéo cháy. Sao tăng nó bây giờ nó càng xuống. Có nghĩa là nó càng âm ỉ thì nó càng chín thế nhỉ? Ừ, càng không quá là nó cháy mất tầm 10 phút thôi. Món này lần đầu tiên thưởng thức đấy. Nó lóc 2 kg mấy mà. Dạ mà. Đâu nó cái đuôi của cái chổi ấy. Sao lại sao lại. Sao quanh khôn có nó phải đốm lưỡi, móng chân phải đeo rồi. Ô. Đấy, lòi đuôi, cái vỏ mình đâu có ăn đâu mà. Đây que thói đuôi vào ươm đây này. Đấy. Cá đang chín. Đang chín. Ôi, bọc hết. Nó gãy con cá ra liền. Giờ vừa nãy bộ nướng ngon lắm bây giờ. Cháy đen tui này. Mà nó cháy này là sợ nó chín chưa mới quan trọng. Trong cái giòn má thịt thịt cố này thịt má này anh tham anh là thả em bớt hay gì đó ta tham đó mua có 11 triệu mua mua cao phun quá đậu mua ngoài đừng làm việc đấy. Ủa câu này lúc em về ấy, thì anh câu lúc ấy là mấy giờ anh về? Thế là 10 giờ đấy. 10 giờ về. Cái ông này cũng chăm ác thì mình có buồn ngủ. Nhớ rồi. Cũng dình con này. Ở giờ này là chỉ có bia Sài Gòn này thôi anh em. Có bia nó xuống rồi. Ở trong rừng này mua được bia cũng khó. Tao làm mới được bia đấy nhờ. Được uống bia chứ. Em cũng phải khui nhỉ. Mọi nhận lấy bia đi. Mày khui cá nhờ? Ờ, khui cá này. Khui cá này, giờ lột ra này, đấy. Hấp dẫn. Đấy, giờ lột ra đấy. Ui, ui, mỡ. Đấy, cá trắng ngon này. Đấy, chảy mẹ nước miếng. Thế mình đừng có phong thủy này hả? Ăn rừng này. Ui, trời ơi. Nguyên thớ luôn kìa. Nó quay vào đúng từng thớ thớ. Mùi chắc ngon nhất là cái này thôi chứ không ngon cái gì hơn. Bóc cái này khí. Ê, ăn luôn đi. Ăn thế này là bổ. Ui giời, con sợ. Cá nào ăn phải dai. Mình chín mỏng rồi, nó chín rồi. Con này dai thật nhỉ. Nó lọc xương này này là nó chín rồi này. Nhưng trong cái cá này nó bở này. Chuyên gia về cá. Cái dòng cá này nó bở. Chủ nhân câu con cá. Nhân đẹp trai. Hút bạc đấy. Nhân đẹp trai đó, vợ gọi đây là 4 lần xuống nữa. Xuống cái đi làm không lừa được đi làm nữa, đi chơi mà đi nhậu rồi.